con cò à? Giống con cò. Không phải con cò. Nhiều vị đất con cò là con gì mọi người đâu có hiểu đâu. Quay như là giống tượng hình, anh giống cái thiệt. 1, 2, 3 Vô. Chơi để mà thăm Nhân cũng như là tiễn Nhân và Quỳnh đi về Nhật á mọi người. Thì còn lại mấy ngày nữa thì Quỳnh với lại Nhân cũng về Nhật rồi. Và hôm nay Nhân tiện đó thì Quỳnh cũng mua một số món ăn để đãi mẹ Nhân cũng như là mẹ Quỳnh. À, thì ở đây thì là có ốc dời dôi. Thì hôm nay sẽ cho mẹ của Nhân đầu cũng như đầu là mẹ của Quỳnh ăn thử để mẹ của Nhân với mẹ của Quỳnh sẽ đánh giá. À, coi cái cảm nghĩ và cảm nhận như thế nào nha mọi người. Dạ, thì bây giờ con mời mẹ với lại mời ba vào hai bà, hai bà bạch này nha. Hai bà mỗi phút này rất là to lớn, siêu to khổng lồ luôn. Món mè này là lâu lắm hai bà mới nhìn thấy lại đây nè. Lâu lắm rồi hai bà mới nhìn thấy lại nha. Mình cắt rồi bà cắt đi, bà cắt cái bịch này rồi bà cắt cái bịch nha. Đừng luôn chị thận vô một cái bà vô rồi bắt ra là bà hả làm hả ấy thử nha, ấy thử thôi nha. Chị Quỳnh ra chính giữa cho hai người không là ba người vô chính giữa đó, cho ba người này cho ba người vô chính giữa luôn nè. Ba người hôm nay sẽ là trung tâm nha mọi người đó. Rồi xong rồi cho việc nha. Rồi cho tiếp nha. Bắt chị Tùng nha. Rồi để học cái tay vô nha. Đây rồi, cái tay vô. Đây đây mày bóc. Bóc lên mẹ, bóc đây, bóc lên nha. Bóc lên, bóc lên, bóc lên, bóc lên, bóc thẳng lên. Đến rồi, đến rồi. Wow. Cái gì mà to thế? Bà gặp lần ngầm ngưng lên, ngưng lên, ngưng lên. Bà cầm ngược cái tiêu rồi nè. Đây đây coi. Sao bà cười, sao bà cười? Rồi, được rồi. Mẹ cầm. Mẹ cầm. À, tạm đi cầm cái miệng hết vô người mình đúng không? À, đúng rồi. Mẹ cầm hai tay giống con trai mà bắt cái mẹ. Giống con trai, giống con trai. Giống con trai mà bắt cũng có hai cái hộp ở đây này. Con gì? Con trai á. Giống con trai. Con trai bị thọ. Nhưng mà mình nhìn thấy chơi được tay giống cái gì? Giống con cò à? Giống con cò. Con cò là con gì mọi người đâu có hiểu đâu. Quay như là anh giống tượng hình, anh giống cái thể con cái thể tượng hình. Cái thể tượng hình. Thì anh giống như trang này. Rồi trải nghiệm mà rồi. Con này có đeo luôn. Con này. Có đeo gì? Đeo gì? Con này. Đeo hai bên. Đeo hai bên là đeo con này gì? Đeo vòng. Đeo vòng. Mà tao thường thường tao gọi là đeo vòng gì? Ai nói vòng gì? Vòng lạc thai. Hả? Nó đeo vòng chánh thai. Con này có thật không mà. Hả? Đeo vòng nè. Vòng chánh thai. Đeo vòng. Con này là con cò đấy mọi người. Con cò. Ai muốn nghỉ sao nghỉ nha, con cờ nha. Đây, bác bỏ con cờ này xuống đây. Rồi. Ở đây toàn là lỗ này. Đây, để cho chị con vô, đây, chị con vô. Rồi, thằng vô. Bóng. Em bỏ nắp son ra đi. Con gì á? Con gì? Phải đi, phải đi cười. Con gì á? Con này con gì mà chị cầm cái này thì chị cầm. Con đây nè, con. Sao, cảm nhận. Cảm nhận sao chị rơi trên phần kia này. Giống con gì ai biết không? Giống con gì ai biết? Giống con gì? Giống con gì? Chị nói đi. Giống con gì? Để bà mẹ nói được à? Không biết. Giống con con mẹ nó bị gì tật á? Bị gì á? Cái con gì bám lên người nó cho phải gì tật chưa? Vậy hả? Ừ. Trời ơi, tao nói kìa. Trời ơi, cái da nó kìa. Con vẫn vô mặt em vậy? Ừ. Đá vô mặt. Con mẹ đá vô mặt kìa. Trời ơi, nó quá lộ liễu, xịt nước á. Thật sự là đồ để lên nhìn quá thấy cái con to như vậy. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Trời ơi, con này gọi là thuộc hàng siêu to khổng lồ nè, rồi tới Nhân
này tới Quỳnh nha. Quỳnh nha. Đây. Quỳnh là con ở đây tổng cộng tới mấy con ta? 6 con. 6 con. Quỳnh. Quỳnh. Ai tới Quỳnh. Quỳnh bóc luôn hai con đó luôn. Quỳnh bóc luôn hai con à. Trời ơi, bự quá. Quá trời bự rồi. Hôm nay mua tổng cộng 6 con mình. Thì mọi người ơi, cái con này ăn thì Quỳnh cũng chia sẻ rất là nhiều lần rồi. Hôm nay thì Quỳnh mới mua cho mẹ Quỳnh ăn thử và hôm nay mình cũng sẽ làm y như những cái lần mà Quỳnh lần trước Quỳnh làm nha. Thì ở bên kia đã chuẩn bị một cái nồi nước sôi rồi đó mẹ ơi. Mẹ với bà bỏ một con vô đây đi. Chị thường cô bỏ vô đây thử coi nha, tại vì cái thao phải cho mẹ trải nghiệm cái con này về. Đó. Rồi bà cho vô đi bà. Bỏ một con vô thôi. Rồi chị Thuận bỏ vô tại vì cái thao nó cũng nhỏ đó. Rồi Thuận lấy con bỏ vô. Rồi bỏ nha, có chừng mỏng nha. Rồi mỏng nha. Rồi bỏ vô. Rồi bây giờ bắt đầu mình cho nước vô nha. Chế cho nha cả nhà, cái nó teo mẹ nhìn nè, mẹ nhìn nè, cái con này nó hay lắm, nó teo không mẹ. Rồi bắt đầu nha, chế nước vô nha. Đến nước vô nha nè. Rồi từ từ thôi nha. Đó bắt đầu nó xèo nè mọi người ơi. Đó nó kêu cái tiếng kêu luôn. Mẹ thấy không? Ú, nó đái ra kìa mẹ nhìn kìa. Rồi, lần đầu lần đầu thử thách chứ. Thử thách. Cho thêm nước đi nha. Tèo cho nó ít. Mình cho hả? Nóng nó tèo rồi. Mình cho nước nó hơi sắp sắp cái mặt của nó luôn. Sắp nóng nó tèo rồi. Rồi mình lấy cái đồ gấp mình trở trở như này. Trở đúng không? Trời ơi mẹ ơi, cái da nó trùng luôn nè mẹ ơi. Con này thành là con gì rồi mẹ ạ? Con này còn thành con gì bà? Con gì bà biết không? Cái nó không tựa như thế là cái núm á. Cái núm á. Cái núm đầu cái núm á nó tựa núm. Thì thường thường Quỳnh bỏ vô đây Quỳnh trụng á mọi người. Thì mình trụng khoảng chừng là hả 1 phút thôi. Mình không có cần nhanh lâu nha, trụng nhanh nha. Giờ đợi khoảng chừng 1 phút thì mình vớt ra ha. Thôi nó cười nó có cái da nó thọng lên vậy. Cái da nó thọng mềm rồi. Lúc đây cho bà kéo thử cái da nha. Thùng. Nó nóng nó tèm. Cho bà kéo thử cái da cho bà nha. Nha, cho bà kéo thử cái da nha. Thì mọi người ơi, bây giờ thì Quỳnh sẽ tới công đoạn là Quỳnh sẽ lột cái da của con ốc dừa dôi ra nha. Đúng rồi, chị lột trước cho mẹ em. Mà là mẹ bác của Quỳnh với lại là bà không biết cách làm á, cho nên Quỳnh sẽ làm thử nha nè. Ở đây nè, có cái da trùng nữa không? Đây, có da trùng. Thì bây giờ sẽ kéo cái phần da trùng này ra. Đó, kéo phần da trùng này ra đây. Kéo ra, phần đít cũng kéo luôn nha. Phần đít cũng kéo luôn. Đây, đây cũng có kéo nè, kéo ra hết. Ừ. Giống như là mình lột cái da bình thường ra vậy đó. Rồi mình bỏ cái phần này đây nè. Đây rất là dễ. Cười chị em vẫn đang cười. Cười kiểu phái. Phái. Rồi bắt đầu mình lột cái đây nè. Mình đừng để cho nó đứt cái da ra nha. Mình quấn vòng vòng ở đây nè. Để vòng vòng nè. Rồi bây giờ mình lộn ra. Nó rất là dễ. Kéo là lột. Kéo đúng nè. Đây. Kéo là lột ra vậy. Giống như là nó mang một cái đôi vớ vậy nè đây. Rồi. Ôi ơi, đó, lột ra là nó cũng quá là nước rồi mọi người đang. Sạch luôn à. Ủa nè. Ôi ơi, cái dài thòn luôn nè. Dài thòn luôn nè. Ôi ơi. Đó. Là một con sau khi mà Quỳnh làm ra xong thì sạch sẽ đẹp đẽ, trắng nõn trắng nà luôn rồi, mới tắm trắng xong nha, mới tắm trắng xong. Đó. Cười. Rồi, trải nghiệm. Rồi, bà chính đến bà trải nghiệm trước rồi tiếp theo con sẽ đến bà, đến bà, đến bà. Đến bà trải nghiệm đi, bà trải nghiệm đi. Thôi thả trước á. Bà cầm vô hoặc cầm cái quần này à. Dạ, bà lột da đi. Bà lột cái da ra nha. Tay, lấy tay lột ra bà. Lột ra, lột đi. Để cho bà cảm nhận đây nha. À, bà lột ra, đúng rồi, giống như bà lột bánh tráng vậy đó. Rồi, bà lột ra. Lột ra, lột ở dưới này luôn nè. Lột dưới luôn, rồi lột hết luôn. Rồi, xong mẹ. Ờ, cái da này nó dày nên nó không có xuống. Không sướng hả? Da nhiều quá không sướng hả mẹ? Dày quá không sướng hả? Dày nè. Dày nè, trời ơi. Phê đã phê nè. Phê đúng không? Mẹ Quỳnh đang ngồi cười nè. Bà lộ con này đẹp quá trời đẹp. Đẹp tuyệt vời luôn á. Đẹp thương rồi. Mẹ thử đi. Mẹ thử đi mẹ coi cảm nhận như thế nào. Tới mẹ Quỳnh sẽ lộ và cảm nhận nha. Rồi mày thấy này dễ không? Dễ làm. Da nó mềm. Da nó mềm à. Da nó mềm. Da nó mềm nè. Mình làm thử này, chúng mình sẽ ăn thử nha. Đây. Chảy nước nó nhiều quá nè. Nó chảy nước quá trời quá đó. Đúng rồi. Rồi mày kéo dài thòn ra. Dựng lên. Đó, kéo ra. Kéo lên. Trắng bóc luôn. Nước xuống rồi. Đái. Ừ. Hai. Ok, kêu nó đái.
Đó nó chảy nước. Nó thận. Đó nó nước cho mọi người, nó chảy ra nè. Rồi tới chị Thuận nha. Đó, thận ra nước nó chảy nhiều nhiều. Nó chảy cho vui nha mọi người. Rồi phiên chị Thuận. Rồi chị Thuận làm thử đi. Thuận lấy con nào? Rồi, Thuận làm đây chị kéo cái con này nè, cái con này là chị kéo cái dây nè. Đây mẹ. Mẹ. Đó. Kéo vô. Trời ơi, bà Thuận nó mạnh tay ghê chưa. Không hề sợ cái trời ơi. Ơi chị Thuận ơi. Cái này là cái gì? Cái này là kết quả của một khi mà nó kéo ra là nó có một cái lớp da. Ừ. Trời ơi, Thuận rất là nhanh tay luôn. Vai vai chạy đi vai. Cười hoài luôn. Cười nữa. Bà cười không biết bà đang nghĩ gì mọi người, mà bà bắt đầu. Chị đang nghĩ gì? Hả? Ai biết con gì nó thục thò, ai biết. Con gì nó thục thò. Con gì mà thục thò, mới làm như rồi vậy. Rồi tới em đi Nhân. Thì bây giờ em đã được em đúng không? Ừ, ok. Em chơi con to hơn. Con to hơn nhanh đi. Rồi còn con cuối cùng chị làm luôn nha. Đúng rồi. Con khỏi cận hả? Ờ khỏi. Rồi còn con cuối cùng chị làm con luôn. Con phải chạy nước nha. Ừ, con cuối cùng chị làm hai chị em mình. Rồi ok. Trời ơi. Đàn người đàn ông nào mà có đóng ghe này chắc thiệt. Ủa chị đang nghĩ gì vậy? Chị đang nghĩ giờ có phẫu thuật thẩm mỹ mà. Trời ơi, chạy nó đen nè cái chị. Mấy con này chắc sống lâu dữ lắm rồi nè. Không, chị không có nghĩ với mày. Chị nghĩ giờ con này giờ chắc tốn tiền mua kem trộn dữ lắm. Không, không, không. Con này không dùng kem trộn đâu. Chứ dùng kem gì? Con này nó dùng con này chắc kem trộn không nổi hả? Con này là chị nghĩ là không xài kem trộn em ơi. Sai gì? Cái này sao lại tim trắng luôn. Trời ơi, coi cái da nó cái gì. À nè. Trời ơi, đó con nè. Quá sao dữ thần luôn, trời bước không mọi người. Cái nhà ơi, cái da này. Trời ơi con nè. Nước trong người nó đó. Quá trời đã rồi. Rồi mọi người ơi, cái này mình để bình thường mình ăn á, nó sẽ hơi hơi nhức nhớ và tanh tanh nha. Cho nên ở đây mình sẽ cắt đường luôn nha. Đây. Cắt đường làm sao chị? Đây. Rồi đây cắt làm sao? Rồi bây giờ cắt nè mọi người. Thì thường thường á Quỳnh ăn á thì hả mình để á thì nó sẽ bị hôi với nhớt nhớt phía trong á mọi người. Cho nên ở đây nè. Quỳnh nửa con này nó mở cái rồi thì miệng lớn lớn nè, Quỳnh sẽ cắt đường đây. Đó, cắt đường đây nha mọi người. Móc hả? Cắt đường đây nè. Đây mọi người thấy không? Đây cắt đường đây nè. Không phải móc mà mình rửa cái dầu này đi em hiểu không? Rửa cái dội đây để cho nó bớt nhớt đi. Đây nè, ở ngay chỗ cái dội chỗ này nè. Nó rất là nhớt nha. Cái phần đầu ở đây á, mình phải cắt luôn miếng nè. Cái phần đầu ở đây cho dù anh có chà nó cũng sẽ không có bớt đen nữa. Đó, thì tất cả những cái chỗ phần này ha, thì Quỳnh sẽ đem đi rửa ở phía bên trong. Hôm nay thì sẽ cho má của Quỳnh cũng như là mẹ của Nhân ăn thử theo dạng là sashimi vừa sống nửa chín gì đó. Để chấm chung với miếng nước sốt. Ăn thử cái này là mình mà mình hấp nhiều quá thì thấy nó rất là dai. Còn ăn kiểu này thì nó rất là ngon và giòn ha. Rồi Nhân cắt bụng chị đi. Dạ ok. Rồi sau đó thì mình sẽ đem đi mình rửa nha mọi người. Dạ, mình rửa ở trong ăn cho nó sạch sẽ. Mọi người ơi, sau khi mà Quỳnh với lại bà Nhân đem cái con này ra đi rửa thì mình chà chung với lại là muối với lại là chanh thì nó mới sạch nha mọi người. Rồi giờ nó trắng réo. Bây giờ nó trắng còn hơn Ngọc Trinh. Rồi bây giờ thì mình múc nước sốt đi ha Nhân ha. Dạ, mẹ lần đầu trải nghiệm là mẹ phải ăn con này nha. Bây giờ thì theo em á mình cắt ra đi ha chị ha. Mày thấy cắt ra được không hay là mình để nguyên con ăn? Thôi để nguyên con ăn đi, thấy người con gái nó ăn nguyên con ăn thử nó làm sao. Trời ơi. Mẹ sao? Bà bà sao? Theo tôi thì theo mọi người theo tôi thì uống để nguyên con rồi con gái đó rồi ăn nguyên thử quay bao nhiêu năm nay chưa thấy cái con này thì ăn thử cho biết. Ăn thử cho biết ăn nguyên con luôn. Ăn nguyên con. Thì ông cũng sao? Cắt ra hay là nguyên con? Nguyên con. Trời ơi, chơi lớn là tàu ăn mà rất là chịu chơi vậy mọi người. Rồi ở đây con múc qua cho mẹ là nước sốt nha. Ở đây là muối ớt xanh nè. Muối ớt đỏ. Ở đây nước mắm, mẹ muốn ăn gì? Muối ớt xanh. Muối ớt xanh hả? Rồi muối ớt xanh. Muối ớt đỏ ở đây ngon lắm mấy chị ăn thử muối ớt đỏ ở đây ngon. Rồi, của bà thích ăn gì? Thích ăn nước mắm. Nước mắm không, cái này không ăn nước mắm nè. Màu đỏ đi, màu đỏ cho mình. Màu xanh đi. Màu xanh đi. Vậy bạn thích ăn màu xanh ha. Rồi, còn lấy màu xanh cho bạn nhà, nước chấm màu xanh. Rồi. Rồi chị Thuận. Chị màu xanh hay màu đỏ? À không không, ý là chị màu xanh hay màu đỏ xong rồi. À chị Thuận có mới cái kia là màu xanh luôn nha, màu xanh luôn nha. À chị Thuận màu đỏ ha, màu đỏ. Ở đây của Thuận này, của Thuận này, của Thuận cái chén này. Cái chén của Thuận nha. Rồi. Của Thuận màu đỏ luôn. Rồi đây. Rồi. Cho qua wasabi vô đúng không? Của em là gì? Của em màu đỏ. Mấy màu đỏ luôn.
đây đây, rồi của Nhân đây, bên mé đây nó có vậy. Mẹ ơi, mẹ với bà ăn được wasabi không? Ăn thử wasabi không? Không được đâu mẹ, mà ăn được. Bà ăn được không? Ăn được wasabi không? Không, ăn mất công sai, bà lắc đầu sặc. Rồi. Đó. Nó cay lắm. Nó cay mà nó hơi hơi nồng nồng. Thường thường mà ăn cái này thì mình ăn cái này là cho nó chắc cái bụng, nó không bị đau bụng. Wasabi thì nó nóng. Phòng, đẹp không? Đưa, đưa, đừng đừng túc túc nữa. Không cho vô đây luôn, Quỳnh cũng cho vô đây luôn nha mọi người. Này, cho vào. Này, cho vào nha. Rồi. Rồi bây giờ con mời bà, mời mẹ ăn thử nha. Rồi bây giờ là bà lấy đi, bà lấy đi, bà thích con nào bà lấy cái đó đi, để cho vừa ý bà nha. Rồi bà lấy con gần nhất bà nha. Rồi đây con lấy cho. Rồi đây, rồi bà cầm đi, rồi bà cầm nha. Rồi mẹ thích con nào? Bà chút xuống giờ nó hết dựng đứng lên như nãy rồi bà ơi. Xèo, nó xèo rồi, nó xèo rồi, nó xèo rồi. Rồi con này. Rồi tới chị Thuận, chị Thuận thích con nào? Thuận thích nào Thuận lấy đi, con nào lấy đi. Chạy con chạy nước. Rồi, rồi xong. Rồi tới Nhân. Nhân đúng không? Rồi. Nhân cái này đi. Rồi. Quỳnh này lấy con gần nhất nha. Rồi. Ok. Đây mọi người ơi. Rồi ba người nha, ba con. 1 2 3. Vô. Rồi chén của mọi người đâu? Đây đây đây. Đây, đây chén đây. Rồi bây giờ wasabi thì Quỳnh cũng sẽ quậy lên trước nha mọi người. Chứ không là nó ấy nha. Không đều. Nó không đều đặn, nó cay thấy bà luôn. Rồi 1 2 3 chấm nè mọi người. 1 2 3 chấm nha cả nhà. Chấm nha cả nhà ơi. Chấm nha, quét nha mọi người nha. Xin mời cả nhà nha. Có tao vô chưa Beo ơi? Rồi, rồi xin mời cả nhà nha. Mời mọi người nha. Đó. Ôi ơi. Rồi, cho hai bà ăn thử trước nè. Rồi. Mẹ thử coi. Nó giòn, giòn mà thịt nó ngọt lắm. Mẹ cắn thêm phát nữa coi, mẹ cắn thêm phát nữa coi. Cắn thêm phát nữa. Trời ơi. Giòn quá lắm. Dạ ngon lắm, nó có hôi không mẹ, hôi không? Có hôi không? Không có hôi. Không có hôi. Nguồn. Ngon. Rồi, bác chà rửa rất là sạch sẽ mà. Chè rất là lâu luôn cả nhà. Rất là lâu, vừa muối vừa chanh. Nữa. Rồi chị Thuận cho chị Thuận kìa. Cho nên khi mà có chanh vô thì nó cũng tái tái nha mọi người, cho nó hôi. Ừ nó ngon. Ngon, 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 ngon. Để được, để bà Nhân. Bà Nhân ăn thử đây lần nào chưa? Chưa luôn, lần đầu tiên á. Trời ơi, bà ở Nhật cũng chưa ăn lần nào luôn hả? Chưa. Trời mẹ ơi. Rồi giờ em ăn thử nha. Ăn đi, ăn. Mốt về cho ông Tình được ăn thử. Được quá rồi mà, quá ăn được không? Ngon không? Không hề hôi. Không hề hôi. Nó có gầy giòn. Để Quỳnh ăn thử cái loại này nha mọi người. Ở Nhật thì nó hơi nhỏ hơn, còn ở đây là siêu to khổng lồ nha. Ngon. Ngon kìa. Rất là ngon. Giòn. Giòn, coi mẹ Nhân ăn được kìa cả nhà ơi. Nó giòn mà vui nó quá. Mềm. Vui ghê luôn á, nên bạn ăn được không? Giòn ngon á. Chấm mấy miếng nước này ngoài nè. Ngon vậy ha. Trời ơi, mẹ Nhân ăn cái bạc ngon mà. Ngon, ngon, ngon cả nhà. Thì hầu như nếu mà ăn cái này á thì là mình chỉ ăn cái phần đầu ở trên nha mọi người. Cái phần ở dưới đây thì mình sẽ nấu súp. Nấu súp bà. Nấu súp. Hoặc là mình xào. Nấu súp ăn. Xào sả ớt hoặc là xào sả tế gì đó. Trời ơi, mà nó ngon, công nhận ngon thì chị ngon thiệt. Ngon, ngon, ngon. Ăn như vậy thì nó ngon nhất. Ăn như vậy là ngon nhất đó nha. Còn mình hấp đúng không? Nó chín quá, nó dai dữ lắm. Vậy hả? Nó ngon thiệt chứ. Lần đầu tiên ăn luôn á. Mẹ em ấy ăn được rồi chị ơi, vui quá. Trời ơi, ngon. Mua mua món này cho má em ăn mà chưa hồi hộp á. Em cũng hồi hộp, đã ngươi chắc không ăn được. Biết rồi. Được, phải ăn được hay không nữa. Nhưng mà cuối cùng mày ăn ngon à. Trời ơi, ngon quá nha cả nhà. Quất mạnh lên. Sườn giòn, ăn nó sạch sạch, giòn giòn. Nó ngon mà ha. Giòn giòn ngọt. Thường thường á, mà nó giòn giòn sạch sạch vậy đó là chỉ có mấy món ốc á nha. Chứ mà con này ăn tái tái vậy nó ngon, mềm. Mềm, nó mềm mà cắn vô kiểu như sao ta, nó không có bị dai quá, nó ngọt thịt mà nó không có bị dai quá cả nhà. Nhưng mà cái này đặc biệt nha, phải chè chanh với muối chè phải thiệt mạnh lên. Chè nhiều lên nó đỡ, chứ hồi nãy là lúc mà chè là trong bụng Nhân dạ em nghĩ không ăn được rồi, tính thôi. Nó đừng nói thiệt. Bây giờ chị ăn còn cảm nhận được cái chanh trong này thơm mà. Nên chanh luôn, mùi chanh luôn. Đúng không chị? Chanh. Bị thơm. Vị chanh. Vị chanh thơm. Nó hơi mặn mặn. Cái bên ruột bên trong của nó là chút nữa mình đem mình xào ha. Xào ngon. Cái xào trong. Mình với lại mọi người sẽ thắc mắc là mình mua lại nhiêu nha mọi người. Hình như là bán mấy trăm ngàn ký nha. Mà mua 6 con vậy là 4 triệu mấy á. Vậy hả? 4 triệu mấy cho 6 tính ra con. Là mắc hơn ở Nhật rất là nhiều. Nhưng mà được cái là nó siêu to khổng lồ. Siêu to khổng lồ. Cho nên tiền nào của đó thôi. Dạ. Đoàn Đoàn thiệt không? Với lại hôm nay là mua cái con này không biết là không phải là con siêu to khổng lồ nhất chưa. Một con vậy là cũng gần cái lỗ của Nhân.
Mà em có con này chị biết sao không? Em ăn mà em run. Chúng đang lo cho em á. Tại vì em mới thành Mỹ. Mà ăn nhiều cái con này không biết có sao không. Thì nhân hỏi bác sĩ hồi ấy bảo là ăn mấy con sò ốc thì nó không sao. Thì mẹ với mọi người cứ ăn bình thường đi. Em ăn tại nhân cũng thăm Mỹ cũng gần đường tháng rồi cả nhà. Xem xét cũng gần đường tháng rồi. Thế nên là nhưng mà mình cứ kiêng cho tốt cho lành. Cứ em ăn ít thôi. Em ăn ít nè, em cắn đi rồi em cái này chừng nhá. Được rồi. Dạ, mày ngồi chị Thuận á. Cái con bên trong cắn được nữa. Chị Thuận muốn ăn nữa hả? Không được cái ruột bên trong không được nữa chị Thuận. Tại chị biết sao không? Ở trong nó mình chàng nó kỹ mấy con ăn ấy. Để ra làm con khác mà. Hết rồi. Hết rồi, ăn hết rồi. Trời ơi, ăn hết nữa kìa, ghê thiệt. Rồi bây giờ cái con này ăn hết rồi, cái ruột bên trong nó không ăn được. Bây giờ chị ăn hết rồi, tí nữa cái này để em xào cho chị ăn nha. Cái ruột bên trong chè nó không có kỹ cả nhà. Tí nữa xào. Hôm nay là để cho hai bà ăn một con bự nhất, nhiều thịt nhất vậy mọi người. Ngon quá. Bà ăn thấy ngon thì mẹ em ăn thấy thấm tình gia vị rồi đó. Thấm tình gia vị luôn. Rất là giòn. Rất là giòn. Đây giống như con. Tiên ăn con này á. Ngon kìa. Ngon mấy hả? Chị Quỳnh ăn hết kìa. No luôn hả? Bên nhà bà nó ăn rồi, không biết. Bên nhà bà nó ăn rồi đâu biết. Bà có coi của con không? Có coi video của con không? Có. Có cho mình biết không? Thấy mẹ Quỳnh ăn được mình cũng vui nữa mà. Thiệt á chứ. Cho mấy bà ăn mà mình cũng hồi hộp. Thiệt, đồ ăn khó nhất. Thử được ăn hay không? Tụi thường thường là Quỳnh Chí Nhân thì làm múc ban nè. Thì ăn những cái món mà cũng khó ăn nè, rồi khó nuốt nè, rồi ăn đồ sống nữa. Thì mình ăn ngon, mình biết cái vị rồi về tới Việt Nam thì cũng đọc muốn cho mẹ mình ăn thử những cái món mình đã từng ăn thử qua. Đúng rồi. Tại vì ai cũng có cái cảm giác đó. Tại chi là mẹ mình cũng ăn những cái món như mình á. Thì nó khác, còn cái này là lâu lâu mình về á, mình cũng muốn mẹ mình ăn những cái món ngon. Anh cho biết ăn cho biết. Ví dụ như người ta mẹ nhìn trên điện thoại, trên coi trên video mà nó ôi trời sao nó ăn cái món này là món gì. Thì mình cũng muốn mua cho mẹ mình ăn thử á. Cũng muốn mua cho mẹ ăn thử. Dạ, giờ biết á, biết cái phần á. Ăn cũng nhớ mà ngon ngon cũng nhớ có mẹ đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà không có dịp về, chứ nó có dịp về là mẹ đều ăn được hết gì con. Đúng muốn mua cho mẹ ăn hết. Rồi dịp bạn. Món con đã ăn qua nha. Giờ no vậy nha chị. Rồi chị ăn con này nữa nè. Thôi em ơi. Bác ăn không? Thuận ăn không? Không. Ngon rồi. Để cho cameraman. Để cho cameraman. Trời ơi, thương cameraman ghê không? Rồi. Hết rồi. Hết luôn rồi. Mẹ ăn nữa, mẹ ăn hết cái đó luôn nè. Bà ăn hết luôn đi bà. Trời ơi, hôm nay mẹ em ăn được, mừng quá chị ơi. Trời ơi, vui lắm cả nhà ơi. Mừng như cái đợt mà má em nghe được điện thoại luôn. Trời ơi. Má em nghe được điện thoại chị mừng ơi là mừng. Hôm nay bà ăn được mấy cái món này tươi quá bà ha. Hôm nay mấy con này tươi với bà. Phải không? Cái này em sạch sạch. Cái da em ngon ha. Ngon. Cái thịt ở trong nó sạch sạch. Mẹ ơi, ăn đi mẹ. Chờ tôi xin mời mọi người, coi như là ăn đủ rồi. Ăn đủ rồi hả? Đủ rồi hả? Ăn thêm miếng nữa đi bà. Không ăn nữa. Không ăn nữa rồi thì để lên đây luôn. Cái bình cũng ngưng luôn. Tôi xin mời mọi người là tôi để xuống nè. Xin mời mọi người tôi để xuống xin mời mọi người. Lịch sự nha, lịch sự. Quá đấy là lịch sự. Cái này gọi là quá lịch sự. Thì mọi người ơi, hôm nay cái video mà Quỳnh chiêu đãi mẹ của Nhân cũng như là mẹ của Quỳnh ăn thử cái món ốc dồi dồi. Cảm ơn chị nhiều lắm thiệt. Giờ có gì đâu em ơi, qua bên chỗ Nha Trang của em cũng đã chị ăn quá trời quá đất luôn. Thì vô Sài Gòn thì Quỳnh cũng ráng kiếm cái món nào ngon, độc lạ để mà đãi mẹ Nhân. Thì cái video hôm nay cũng dài đó mọi người. Quỳnh cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi hết cái video của Quỳnh. Nếu mọi người yêu thích cái kênh của Quỳnh, mọi người hãy bấm đăng ký, like, share kênh YouTube của Quỳnh cũng như là ủng hộ cái kênh YouTube của Nhân và hai cái trang fanpage cũng như là cái kênh TikTok của cả hai nữa nha mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở video vào ngày mai. Bye bye.